Trưa 10 tháng 6 năm 2018, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lý Thị Mai, 54 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào 6 giờ sáng cùng ngày, người thân của bà Mai gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được với bà này, nên tìm đến căn nhà trọ trên đường Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Đến nơi, người thân của bà Mai phát hiện cửa phòng trọ đóng kín, nghi có chuyện chẳng lành, người này đã báo cho lực lượng chức năng. Khi cánh cửa được mở thì thấy bà Mai đã chết ở trên gác, cơ thể tím tái. Công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người thân của bà Mai cho biết bà có chồng nhưng đã ly hôn nên chuyển tới đây thuê trọ sống. Bà bị tật ở chân, hàng ngày vẫn làm nghề may quần áo tại phòng trọ, lâu nay cuộc sống không có gì bất thường.